Thưa quý vị, như truyền hình thông tấn đã phản ánh, tuyến đường Hòa Lạc Hòa Bình vừa đưa vào hoạt động đã bộc lộ những nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt là tình trạng khai thác vật liệu xây dựng hai bên đường đã kéo theo hoạt động của xe quá tải trọng. Mặc dù lực lượng chức năng đã tăng cường công tác xử lý, tuy nhiên kết quả thì chưa thực sự chuyển biến nhiều. Xe quá tải vẫn ngang nhiên hoạt động gây mất an toàn giao thông, còn lực lượng chức năng thì kêu khó trong công tác xử lý. Khu vực khai thác đất đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình cấp phép. Mỗi ngày tại đây có đến hàng trăm xe tải hạng nặng ra vào. Đất được chất đầy các xe tải hạng nặng. Thậm chí nhiều xe còn cơi nới thêm thành thùng để chở được khối lượng nhiều hơn. Những chiếc lốp xe biến dạng. Đơn vị quản lý tuyến đường Hòa Lạc, Hòa Bình đã có nhiều văn bản kiến nghị về nguy cơ mất an toàn giao thông, cũng như hoạt động xe quá tải gây ảnh hưởng đến tuyến đường. Tuy nhiên, những kiến nghị đó đến nay vẫn chưa được giải quyết. Với cái vai trò là nhà đầu tư của dự án này thì bọn tôi cũng đã báo cáo rất nhiều văn bản, báo cáo ở các cơ quan chức năng của địa phương cũng như tổng cục đường bộ, thậm chí báo cáo Bộ Giao thông để có cái ý kiến xuống địa phương, xuống các cơ quan của tổng cục để coi như là xem xét xử lý vi phạm những cái xe mà đi, thứ nhất là quá tải trọng, thứ hai là cố tình coi như là khai thác nó không đúng. Đương nhiên cái việc khai thác đó là do của chính quyền địa phương, nhưng còn mình không có quyền cấm được, nhưng mà có điều các anh phải có cái quy định để chở đất rồi thì lấp đất, dạng như là vi phạm cái hành lang giao thông của chúng tôi đã báo cáo rồi. Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hòa Bình, tuyến đường Hòa Lạc Hòa Bình sau khi đưa vào sử dụng đã xuất hiện nhiều khai trường khai thác vật liệu xây dựng nằm dọc hai bên đường. Từ đây các xe tải hạng nặng chở đầy vật liệu xây dựng gây vương vãi cũng làm mất an toàn giao thông. Đặc biệt, tình trạng xe cơi nới thành thùng, chở quá tải trọng, hoạt động ngày đêm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Tuy nhiên, công tác kiểm tra xử lý với các đoàn xe này còn gặp rất nhiều khó khăn. Chỉ kiểm tra xử lý được một xe thôi. Còn các xe khác mà thấy lực lượng chúng tôi vào là thường xuyên là có 3, 4 hoặc 5, 6 cái xe bán tải, gọi là chim mồi đấy. Là dình chúng tôi là xem là lực lượng chúng tuần tra kiểm soát chúng tôi đi đến đâu, là họ sẽ báo cho xe khai thác đất cát sỏi ở hai bên đường đấy là dừng hoạt động, và khi lực lượng chúng tôi mà về hoặc rút ra ngoài quốc lộ 6 thì các xe lại tiếp tục hoạt động. Tuyến đường Hòa Lạc Hòa Bình có ý nghĩa quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho khu vực Tây Bắc nói chung và tỉnh Hòa Bình nói riêng. Tuy nhiên, việc thiếu vắng lực lượng cảnh sát giao thông hoạt động trên tuyến khiến vi phạm không được xử lý thường xuyên. Và đây là một trong những lý do khiến tình trạng xe quá tải mặc nhiên tung hoành, gây mất an toàn, ảnh hưởng lớn đến hạ tầng giao thông.